con. Ngày đêm noi theo lời Ngài đã dạy, dòng tin mừng một đời nhiều bề tất cả mọi người ước mơ ngày sau hiến sinh trên trời cao. Đoàn con hôm nay chung tiếng ca mừng dâng lên câu hát nhịp nhàng tâm tư người bỏ bên thương. Người ta dâng bốn nay ca quay công đồ hôm nay cho đến muôn đời sống trong tình yêu Chúa thôi. Xem chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa anh chị em. Ta quay sang hỏi thăm người bên cạnh coi khỏe không. Hôm nay là ngày thứ tư đầu tháng, chúng ta vừa mới có một tiếng rưỡi đồng hồ cầu nguyện trước thánh thể, cầu nguyện cho các gia đình. Quay sang hỏi thăm gia đình có bình an không, gia đình có mạnh khỏe không, gia đình có vui vẻ không. Vui không? Vui không? Tạ ơn Chúa và dâng thánh lễ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7, Kinh Thánh Tôma Tông Đồ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thành tâm xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra để rửa sạch tội lỗi chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con hoan hỷ mừng lễ Thánh Tôma Tông Đồ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố lòng tin của chúng con, để chúng con được sống muôn đời khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đó là lời Chúa. Muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chung tụng Người. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tin của Người bền vững muôn năm. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Hallelujah. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông, các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi Người bảo ông Tô-ma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa Người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nhớ hôm nay là ngày thứ mấy không? Thứ tư. Thứ tư là mùng mấy không? Mùng ba là ngày thứ tư đầu tháng. Mà chúng ta đã lên chương trình cho một tuần lễ là cứ ngày thứ hai là anh chị em chúng ta nghỉ.
để dọn dẹp nhà thờ, sửa chữa cơ sở, nước, điện, rác, v.v. Rồi thứ ba là mình bắt đầu là cầu nguyện từ lúc 3 giờ đặt mình thánh Chúa. Rồi chúng ta lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi từ 3 giờ cho đến 4 giờ 30, rồi lãnh phép lành thánh thể. Là ngày thứ ba là cầu nguyện cho các bệnh nhân. Ngày thứ tư dành để cầu nguyện cho các gia đình, và đặc biệt là các gia đình đang gặp những khó khăn, những khủng hoảng. Như chị em nhìn trên cung thánh, chúng ta thấy có một hình và biểu tượng mới. Năm 2019, Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra chương trình mục vụ là cầu nguyện cho các gia đình gặp khó khăn. Đây là năm thứ ba cầu nguyện cho các gia đình rồi. Và chúng ta luôn luôn theo sự hướng dẫn của Hội đồng Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam để chúng ta đồng hành với Hội Thánh, đồng hành với mọi người. Đến ngày thứ năm là anh chị em mình cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và cầu nguyện cho các ơn gọi. Ngày thứ sáu chúng ta cầu nguyện cho những tội nhân. Và ngày thứ sáu, thay vì lần chuỗi mân côi, chúng ta sẽ viếng đảng thánh giá. Sau khi lần chuỗi lòng thương xót rồi, thì thay vì lần chuỗi mân côi vào ngày thứ sáu, chúng ta sẽ viếng đảng thánh giá để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Đến ngày thứ bảy, chúng ta cầu nguyện cho các bạn trẻ, những bạn sắp sửa bước vào đời sống gia đình, cũng như những bạn trẻ đang gặp khủng hoảng của tuổi trẻ ngày hôm nay. Rồi ngày Chủ nhật thì không phải là lúc 3 giờ, vì là 3 giờ là lễ thứ nhất và 7 giờ tối lễ thứ hai. Cho nên từ lúc 1 giờ chúng ta sẽ đặt mình thánh Chúa, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, cầu nguyện riêng cho những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người lương giáo và những anh chị em ở nước ngoài về thăm quê hương. Mọi thành phần chúng ta đều nhớ đến trong lời cầu nguyện. Và tất cả những lời cầu, lời khấn của anh chị em luôn luôn được chúng tôi, được cả cộng đoàn nhớ đến, những anh chị em ở Việt Nam cũng như những anh chị em ở khắp nơi trên thế giới xin hiệp thông với chúng tôi mỗi giờ cầu nguyện, giờ chầu thánh thể lúc 3 giờ chiều giờ Việt Nam. Và hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các gia đình. Và khi anh chị em lần chuỗi mân côi, hoặc là khi anh chị em viếng thánh chầu thánh thể, hoặc khi anh chị em viếng đảng thánh giá, thì anh chị em được hưởng một ơn toàn xá theo cẩm nang các ân xá của Bộ Xá giải ban vào ngày 29 tháng 6 năm 1968 là ơn toàn xá mỗi ngày. Có thể là nhận được ơn toàn xá bằng hai cách thế. Một số ơn toàn xá có thể nhận mỗi ngày. Một số ơn toàn xá có thể nhận được trong những ngày hay những dịp đặc biệt. Nên để ý một điều là mỗi ngày một tín hữu chỉ nhận được một ơn toàn xá một lần mà thôi. Cho nên mỗi ngày một tín hữu có thể nhận được một ơn toàn xá nếu làm những việc như sau. Thứ nhất là viếng mình thánh Chúa ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Thứ hai, đọc 50 kinh mân côi trong nhà thờ, nhà nguyện, gia đình, tu viện hay cùng với hội đoàn. Thứ ba, đọc kinh thánh liên tục trong nửa tiếng đồng hồ với ý thức là đang đọc lời Chúa. Và thứ bốn là đi đảng thánh giá. Vì thế mà anh chị em được mời gọi đến để mỗi ngày chúng ta lãnh nhận một ơn toàn xá. Và ơn toàn xá là ơn gì? Thì chúng ta nghe hướng dẫn ơn toàn xá. Ân xá là việc tha trước mặt Thiên Chúa, hình phạt tạm thời phải chịu vì các tội đã được xóa bỏ. Kitô hữu nào đã được chuẩn bị đầy đủ và đã thực hiện một số điều kiện đã được ấn định thì được hưởng ơn tha thứ này nhờ sự trợ giúp của giáo hội.
với tư cách là thừa tác viên ơn cứu chuộc. Giáo hội dùng quyền mình để phân phát và áp dụng kho tàng đền tội của Đức Kitô và các thánh. Định nghĩa trên đây về ân xá được trích ra từ thông hiến ban hành ngày 1 tháng Giêng năm 1967 và sắc lệnh của Bộ Xá giải ban hành ngày 29 tháng 6 năm 1968 với tất cả các quy tắc, điều lệ, quy định về ân xá. Văn kiện này gồm tóm các nguyên tắc thần học về ân xá cho các tín hữu với sự hiệp thông với giáo hội. Ân xá tăng cường niềm tin của từng cá nhân các tín hữu trong niềm hy vọng được hòa giải trong bình an với Thiên Chúa. Định nghĩa về ân xá của điều 992 cho chúng ta thấy rằng ân xá không tha thứ các tội lỗi đã phạm, nhưng ân xá xóa các hình phạt tạm gây ra bởi tội lỗi đã phạm, còn tội thì được tha thứ qua bí tích giải tội. Có hai loại ân xá là tiểu xá và toàn xá. Ân xá được gọi là tiểu xá hay còn gọi là từng phần, nghĩa là ân xá chỉ tha một phần hình phạt. Còn ân xá được gọi là toàn xá, nghĩa là đại xá, là tha hoàn toàn hình phạt tạm phải chịu vì tội. Trong truyền thống chúng ta có gọi toàn xá là và đại xá, nhưng trong giáo luật ngày nay không còn phân biệt điều này nữa, chỉ còn gọi là toàn xá mà thôi. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1471. Vì toàn xá hay đại xá cũng là ân xá tha toàn phần. Sở dĩ có sự phân biệt này là nhằm muốn nói lên sự trọng đại của những dịp trọng đại mà ta lãnh nhận ơn đại xá thì gọi là toàn xá, ví dụ như là năm thánh hay là bách chu niên. Còn những lần cá nhân chúng ta làm một số những quy định theo luật thì được gọi là ơn đại xá, ví dụ thờ lạy mình Thánh Chúa ít là nửa giờ, đọc 50 kinh Mân Côi, viếng Đảng Thánh Giá, vân vân. Cho nên mỗi ngày nếu anh chị em nào xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, xưng tội có nghĩa là nếu mình có tội trọng thì buộc phải xưng, thì chúng ta cầu nguyện trước Thánh Thể lần chuỗi 50 viên là Thánh Giá thì được lãnh nhận mỗi ngày một ơn toàn xá. Và anh chị em chúng ta bắt đầu từ đầu tháng 7 chúng ta sẽ làm công việc này. Thay vì chúng ta đặt tay hay rẩy nước thánh, bây giờ chúng ta tập trung vào việc cầu nguyện, tập trung vào xoáy mạnh vào đời sống nội tâm và trong sự hiệp thông với tất cả anh chị em đến đây, cũng như những người không đến được ở nhà, hiệp thông trên trang livestream với chúng ta, để mỗi người anh chị em mình càng ngày càng tiến sâu hơn vào đời sống đức tin, càng ngày anh chị em càng triển nở hơn về đức bác ái, và càng ngày anh chị em qua những khó khăn, qua những thử thách, Chúa thanh luyện, Chúa gột rửa những cái gì là không cần thiết, để mình còn những cái gì là tinh túy nhất. Còn những con người thực sự đến đây không phải vì tò mò, không phải là vì tìm những dấu lạ, nhưng mà mình đến đây thực sự là muốn được dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, muốn lãnh nhận được ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, muốn được Chúa biến đổi, hoán cải con người của mình và muốn được hưởng trọn vẹn ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa với niềm tín thác. Cho nên chị em đến đây không phân biệt lương giáo, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sang hèn. Tất cả chúng ta chỉ là một với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn sự hiện diện ở của nhau. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chị em nghe xong có thấy vui không? Rồi, tại vì mình biết được cái việc mình làm là gì, biết được mình làm gì và biết được mình làm để làm gì, mình làm cái gì và mình làm để làm gì. Điều đó quan trọng. Chứ mình không phải là chỉ là những con người mà theo đóm ăn tàn, hay là chỉ những con người bạ đâu âu đó hay đâu âu đó, mà là những con người hoàn toàn ý thức, hoàn toàn tự do và hoàn toàn tự nguyện để hiến dâng thời giờ, sức khỏe, công sức cho lòng thương xót của Chúa. Để chị em được cảm nhận lòng thương xót ấy, rồi khi đã cảm nhận rồi
mặc dù có trải qua nhiều khó khăn, nhiều thách đố, nhiều nghi ngờ, nhiều ngờ vực, như là Tô-ma mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 7. Tô-ma nghi ngờ, Tô-ma ngờ vực, Tô-ma cứng tin. Nếu tôi không được xó ngón tay vào trong lỗ đinh ở tay và chân Chúa, nếu tôi không được thọc tay vào cạnh sườn Chúa thì tôi không có tin. Có những người đến đây cũng mang cái tâm trạng đó, ngờ vực, nghi nan, cứng lòng. Chúa rất là thương những con người đó, cũng như đã từng thương Tô-ma. Cho nên Chúa sẽ chiều, Chúa sẽ tỏ mình ra, Chúa sẽ cho Tô-ma ngày hôm nay, những người còn đang cứng tin, những người còn đang chưa tin vào lòng thương xót của Chúa, sẽ thấy được những dấu lạ, sẽ thấy được ơn phúc của Chúa ban qua sự hiện diện của cộng đoàn ở đây. Chính sự hiện diện của cộng đoàn ở đây là cái dấu lạ cho những người chưa tin phải đặt dấu hỏi, tại sao mà họ đến như thế này. Chính sự hiện diện của những anh chị em ngoại đạo, xin mời những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người không phải công giáo, giơ tay lên, giơ cao lên. Thưa anh chị em, mỗi ngày mà cứ cả trăm người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn mà đến đây với chúng ta, cho anh chị em vẫy tay coi, chúng tôi coi đây những người hết sức là dễ thương đến đây với chúng ta, một trong hai tay để chúng ta tiếp đón những anh chị em đó. Em thấy họ dễ thương không? Rất dễ thương. Anh chị em rất dễ thương. Và chúng ta cũng phải tỏ ra là mình cũng dễ thương. Tỏ lên, chúng ta cũng cầm cái quạt đi cao lên, chúng ta cũng phải tỏ ra là mình cũng và vừa nói vừa làm, và thấy anh chị em ngoại đạo cũng hết sức rồi, chúng ta cũng. Và đấy là những cái dấu chỉ, đấy là cái dấu chỉ để cho người ta nhận biết Chúa. Cũng như là Tô-ma muốn thò tay vào lỗ đinh, thọc tay vào cạnh sườn rồi mới tin. Thì những người mà cứng tin, những người chưa tin, những người không chịu tin, những người chưa biết gì về lòng thương xót Chúa, họ đến đây rồi Chúa cũng chiều họ, Chúa cũng chiều họ để cho họ thấy được là sự hiện diện của cộng đoàn chúng ta đây. Và nhất là thấy được cái tinh thần cầu nguyện sốt sáng của anh chị em mỗi ngày từ 3 giờ cho đến 4 rưỡi. Thú thật với anh chị em, cùng đứng, cùng quỳ, cùng ngồi, cùng cầu nguyện với anh chị em, tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy ấm lòng, cảm thấy an tâm vì gửi gắm tất cả anh chị em cho lòng thương xót của Chúa. Và những người mà họ theo dõi trên màn hình thấy được sự nghiêm trang, sốt sáng mà vui tươi của anh chị em khi cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, họ cũng phải tin như là Tô-ma sau khi đã được Chúa nói đừng cứng tin nữa. Đây, tay thầy đây, sò vào đi, cạnh sườn thầy đây, thọc vào đi. Thì những người khác họ đến đây họ cũng phải thấy rằng là ồ, Chúa đang cho tôi sờ chạm vào sự hiện diện của Chúa qua sự hiện diện hết sức đông đảo và sốt sáng của anh chị em ở đây. Chúa đang tỏ mình cho chúng tôi thấy được sức mạnh, quyền năng, lòng thương xót của Chúa qua những con người lớn, bé, già, trẻ, đủ mọi thành phần, đủ mọi kiểu sống trong xã hội này, đủ mọi tôn giáo và sắc tộc. Họ đến đây và họ đã tin như là Tô-ma. Có thể ban đầu họ cũng thắc mắc, có thể ban đầu họ cũng ngờ vực, có thể ban đầu họ cũng nghi ngại. Nhưng mà rồi khi họ đến đây rồi, họ sẽ cùng tuyên xưng lòng tin như Tô-ma: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Họ sẽ tin và tuyên xưng như vậy. Chúng ta ngày hôm nay khi chưa biết đến lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng ngờ vực. Nhưng mà khi được biết rồi, được dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa rồi, chúng ta cũng tuyên xưng như là Tô-ma: lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con. Vâng,
chúng ta cũng phải tuyên xưng mạnh dạn như vậy, là anh nghi thì nghi, anh ngờ thì ngờ, nhưng tôi đây, cá nhân tôi đây, tôi tuyệt đối tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Vì tôi đã được thấy những điểm thiêng dấu lạ, vì tôi đã được sờ chạm vào sự hiện diện của Chúa qua những người anh chị em của tôi, vì tôi đã được thấy lòng tin của anh chị em qua những giờ cầu nguyện, qua những buổi chia sẻ, qua những lúc mà anh chị em thực hành lòng thương xót Chúa, tôi đã thấy, cho nên tôi đã tin, thưa anh chị em. Vậy thì Tô-ma tông đồ là ai? Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe chuyện Tô-ma tông đồ. Tô-ma tông đồ thường được gọi là cha của những kẻ cứng lòng tin. Nhưng mà thưa anh chị em, cũng nhờ Tô-ma mà chúng ta có thêm được những lời dạy dỗ của Đức Kitô và mở mắt cho chúng ta thấy rằng có nhiều cách thức khác để con người phải tin vào Thiên Chúa. Có nhiều cách thức khác để con người phải tin vào Thiên Chúa. Nếu anh chị em lắng nghe chăm chú các bài đọc ngày hôm nay, trong những cách thức khác nhau một người có thể dùng để tin vào Thiên Chúa, trong bài đọc 1, tác giả thư Ê-phê-sô xác tín đức tin của chúng ta được xây dựng trên đá tảng là Đức Kitô. Đức tin của chúng ta được xây dựng trên đá tảng là Đức Kitô và nền móng là niềm tin của các tông đồ và của các tiên tri. Còn thưa anh chị em, trong phúc âm, Chúa Giêsu trách Tô-ma là chỉ dựa vào kinh nghiệm của giác quan mà không chịu tin vào lời Chúa đã loan báo trước về cuộc khổ nạn và lời chứng của các tông đồ. Chúa đã loan báo trước về cuộc khổ nạn rồi, rồi lời chứng của các tông đồ rồi, ấy thế mà Tô-ma vẫn chưa chịu tin. Vì Tô-ma chỉ dựa vào xúc giác và cảm giác là phải sờ, phải chạm thì mới chịu tin. Thưa anh chị em, đức tin của chúng ta không dựa trên những cảm giác. Đức tin của chúng ta không dựa trên những tình cảm hời hợt chóng qua bên ngoài. Không, anh chị em đến đây đừng dựa vào những tình cảm hời hợt chóng qua bên ngoài. Anh chị em đến đây đừng dựa vào những cái gì mà chúng ta có thể sờ chạm được. Đức tin không phải chỉ là như thế đó. Vì trong bài đọc 1, Phao-lô nói rằng là anh em không còn phải là người xa lạ hay là người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh. Nghe sướng không? Anh chị em không còn là người xa lạ, không còn phải là người tạm trú, nhưng là người đồng hương. Không phải đồng hương với quân cướp, không phải đồng hương với những cái người du thử, du thực, nhưng chúng ta là những người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và chúng ta là người nhà của Thiên Chúa. Sướng không? Đồng hương với các thánh và người nhà của Thiên Chúa. Nào anh chị em nói đi nói lại để chúng ta nhớ, bên phải mình là các thánh, còn bên trái mình là Thiên Chúa nha. Chúng ta không còn phải là người xa lạ, không phải là người tạm trú, nhưng mà là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Đồng hương với các thánh và người nhà của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, một sự phân tích 4 từ ngữ dùng cho câu này cho ta hiểu rõ ý của tác giả muốn nói gì. Thứ nhất là người xa lạ. Anh em không còn là người xa lạ. Người xa lạ tức là người ngoại kiều, không có một chút liên hệ nào với người bản xứ, cũng không được bảo vệ bởi luật pháp của người bản xứ. Đó là tình trạng của dân ngoại khi họ chưa biết Đức Kitô. Chúng ta không phải là người xa lạ. Thứ hai, chúng ta cũng không phải là người tạm trú. Ở đây những người đến đây không có hộ khẩu thường trú thì gọi là tạm trú. Nhưng
là con cái của Chúa, chúng ta không phải là người tạm trú, người ngoại kiều được phép trong một quốc gia ở trong đó, nhưng chỉ tạm thời trong một thời gian thôi. Họ chỉ được hưởng một số những quyền lợi của người bản xứ và khỏi sẽ phải ra khỏi xứ khi hết thời gian tạm trú thì phải đi ra. Đấy là người tạm trú. Đến khám hộ khẩu, cô này tạm trú mấy tháng rồi? 3 tháng. Sau ở tới 4 tháng đi về. Rồi đi sang nước Mỹ, visa cho được 6 tháng. Ở đến 7 tháng. Họ đến nói visa cấp cho mấy tháng? 6 tháng, mà ở đến mấy tháng? Trục xuất khỏi nước đi về Việt Nam. Chúng ta không phải là người xa lạ, không phải là người tạm trú. Đây ai là những người gốc Thanh Hóa giơ tay? Thanh Hóa, vừa giơ tay, giơ tay. Rồi những người Thanh Hóa qua sang bắt tay nhau, bắt tay, bắt tay, bắt tay, bắt tay. Bắt tay nhau vì là người đồng hương. Đấy. Rồi những ai là người Hà Nội giơ tay? Hà Nội, rồi qua sang bắt tay nhau, gặp nhau nó là đồng hương Hà Nội. Những ai là người ở Hà Nghệ Tĩnh, Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh đâu? Miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh đâu? Giơ tay cao lên, cao lên. Rồi quay sang bắt tay gặp nhau là đồng hương. Bà ấy, ba người Nghệ Tĩnh hay ba? Bà đồng hương. À, chúng ta bắt đầu. Rồi ai người Sài Gòn giơ tay coi. Anh ba, anh tư Sài Gòn giơ tay coi. Những người ở đây nè, những người Sài Gòn đây giơ tay lên. Người đang ở đây đó, đang ở vùng ở miền Nam này nè, giơ tay coi. Mam giơ tay coi, rồi bắt tay coi. Dạ, chào anh hai, anh ba, khỏe không anh ba? Bắt tay đồng hương với nhau. Thì chúng ta thấy là khi mà gặp được những người đồng hương có vui không? Vui. Mình biết với nhau là cùng gốc Hà Tĩnh phải không? Này, gốc Thanh Hóa phải không? Gốc Hà Nội phải không? Mà nhất là anh chị em đi sang nước ngoài. Hồi đó năm 1993, lần đầu tiên tôi được đi ra nước ngoài, mà đi sang tới tận Roma, đến Vatican. Thấy toàn là người nước ngoài, mình còn thằng lơ nga lơ ngơ, tiếng Ý thì chả biết câu nào. Thì thấy người ta gặp nó nói chào, thì tôi cũng giơ tay tôi chào. Tôi bảo ủa sao ông này biết nói tiếng Việt ta. Ê, đi ra gặp cái ông người Ý, ông cũng chào, tôi cũng chào. Rồi ông nói tiếp thì tôi lắc đầu. Tôi mới bảo ủa sao họ nói tiếng chào. Rồi tôi về tôi mới hỏi trong nhà dòng, tôi mới hỏi trai bề trên là sao mà con ra con thấy ai người ta cũng chào con. Người ta bảo không, đó là phát âm của tiếng Ý, là chữ C, chữ I, chữ A, chữ O. Phát âm giống như là chào, 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 là tiếng chào của tiếng Ý, chứ không phải là tiếng chào là tiếng Việt Nam mình. Hóa ra là không phải là người đồng hương. Rồi tôi mới đến một nhà thờ, thờ Đức Bà Cả. Tôi cầu nguyện, thấy chẳng có ai người Việt. Tôi mới thấy một cái người cô gái, tôi nói đoán y như là người Việt Nam, nhìn cái dáng vẻ có người Việt Nam, mà cái áo cũng giống như là cái áo kiểu Việt Nam. Tôi mới liều mạng, tôi mới đến, tôi nói, chị có phải người Việt Nam không? Chị quay lại nhìn tôi, dạ phải, Chúa tôi nó mừng. Gặp được đồng hương, đồng quê hương của mình Việt Nam. Thế là tôi trút một cái bầu tâm sự ra. Và lần đầu tiên đến đất Ý, đến Vatican này chả biết mô tê ất giáp gì cả. Cứ sách giỏ đi lang thang, tiếng Ý thì chỉ biết mỗi tiếng chào. Còn là giờ lại đồng từ tu quơ, ứ cua tay, cua chân. Đấy lúc tôi, cô mới dắt tôi đi, là hóa ra là một nữ tu, để tu bên Ý, rồi hướng dẫn tôi đi thăm đền thánh Phêrô, rồi Phaolô, rồi cái này thứ khác. Thì có một lần, tôi mới lên xe buýt, rồi tôi lên chả thấy ai soát vé gì cả. Xong rồi tôi xuống cũng chả ai soát vé gì cả. Tôi nói sướng quá, đi đây miễn phí sướng thật đấy ta. Thế thì lúc mà tôi đi được mấy tuần lễ rồi, có một lần kia thì tôi mang cái áo lễ đi làm lễ trong một nhà dòng, có cái áo lễ. Đang ngồi cứ thoải mái, bảo cái này đỡ quá, chẳng tốn tiền xe, tiền cộ gì, đất nước này sướng thật. Đang ngồi thấy cái một người to lên, ông đội cái mũ, tôi đoán là sắt vé. Tôi thấy họ đến, họ chỉ người này, chỉ người kia, thấy họ đưa cái giấy gì đó. Tôi bảo chắc là sắt vé rồi, chết rồi, mình đâu có vé rồi.
mà không có vé là nó đuổi xuống, mà đuổi xuống dưới đường nó phạt thì chết luôn. Thế thì cái anh ấy xoát lá vé, anh hỏi tôi, hỏi cô bằng mấy câu tiếng Anh mà tôi cứ ngu ngơ, cứ nói tiếng Việt và em không biết gì cả. Mình thấy mình giống như thằng ngố ở trong rừng mới ra. Nên nó cứ giơ cái phim, anh ấy cứ giơ cái tay những cái vé này, này cái vé này. Tôi đâu biết gì đâu. Thế tôi bảo nguy quá, anh ấy sắp sửa lấy cái gì ra làm biên bản. Tôi mới hoảng, tôi mới rút cái áo lễ ra, tôi mới giơ lên. Cha. Làm lễ. Giơ cái áo lễ lên, nó thấy nhìn thấy ngớ ngớ, mày chắc là ông cha thật rồi. Thế giơ cái áo lễ, giơ cái dây lên, nó bảo, cha. Cái nó bảo, tha. Tôi về tới nhà dòng, tôi mới kể lại cho ông trai bề trên, nó bảo may cho mày, mày chết rồi đó, mày nó phạt nặng lắm. Bảo vậy hôm giờ mày đi làm sao? Bảo tôi đâu biết đâu, tôi cứ lên xe rồi đi xuống xe, thấy ai nói gì đâu, tôi biết đâu trả tiền. Chẳng thấy ai bán vé mà ông chẳng thấy ai xuất vé thì tôi biết đâu mà tôi mua, biết đâu trả tiền. Ông bảo là người ta phải mua vé trước rồi người ta đi lên, là một tháng hay là một mua vé tuần hay mua tháng vé năm gì đó. Hết hạn thì thôi, người ta không có khám, nhưng mà lâu lâu người ta khám mà khám. Mà nếu mình bị như vậy là phạt gấp 100 lần và tội nặng lắm. Cho nên ở đây ai cũng phải mua vé hết mặc dù không khám. Mà đột xuất ở lên khám thì chết. Tôi nói trời ơi tạ ơn Chúa, nãy giờ bảo mày sao mày thoát. Mà tôi cầm cái áo tôi giơ lên, cha. Đó ngố như rừng, ngố như cái thằng man ri gì đâu á. Thì thưa anh chị em, khi mình gặp được những người đồng hương mình thấy vui lắm. Hồi tôi sang Philippines thì cũng vậy. Trưa nay mới gặp hai ông bà cụ 80 mấy tuổi. Bảo cha có nhớ con không? Mà nói ở đâu? Bảo hồi xưa cha ở bên Philippines, cha đến nhà con cha ăn Tết, nhớ không? Nói có, tôi nhớ. Hồi đó là tôi ở bên Philippines là 7-8 năm. Mà cứ Tết là nó buồn lắm. Tết nào cũng phải hát con biết xuân này mẹ chờ tin con. Tất tùm. Buồn lắm thưa anh chị em, ở đi ra nước ngoài mới thấy cái Tết nó nhớ nhà. Thì tôi may quá cũng đi ra ngoài chợ lang thang, thấy cái người họ bày bán, họ đang nói với nhau bằng tiếng Việt, mừng quá, chộp lấy liền. Rồi họ mới xưng họ là công giáo, tôi mới xưng tôi là linh mục. Thế là họ bảo vậy cha, về nhà con ăn Tết. Thế là về nhà ông bà đó, rồi có mấy đứa con của ông bà, 6-7 người con gì đó. Thế là về đó ăn Tết. Cho nên hôm sáng nay hai ông bà lên mà kể lại, cha có nhớ không? Rồi mấy đứa con nó bảo cho nhớ rồi đó không? Bảo nhớ rồi. Cho nên mình gặp lại đường đồng hương nơi xứ người, mừng lắm. Và hôm nay mà bà đến đây, bà cũng nhận ra là tôi cũng nhận ra bà là ngày xưa đã từng quen nhau. Cho nên ông bà vui lắm. Bà bảo là chết cũng phải về gặp được cha Long, rồi có chết thì cũng vui. Mà từ lúc gặp xong bà lại không chết nữa. Bà vui mừng bà không chết nữa. Thưa anh chị em, người đồng hương tức là người cùng sinh ra trong một làng, một nước, có cùng chung niềm tin, có cùng thói quen, có cùng truyền thống, có cùng văn hóa. Những người này ta gọi là hội ái hữu, phải không? Ái hữu đồng, hội đồng hương hay hội ái hữu gì đó, để họ quy tụ lại, để họ giúp nhau, vân vân. Thì tác giả thư Ê-phê-sô gọi tín hữu là những người đồng hương với các người thuộc dân thánh. Tại sao? Tại vì họ có cùng một niềm tin nơi Đức Kitô. Chúng ta là những người đồng hương với nhau vì có cùng một niềm tin nơi Đức Kitô và cùng được kêu gọi để trở nên thánh thiện đó. Cùng một niềm tin nơi Đức Kitô và cùng được kêu gọi để trở nên thánh thiện. Và thứ bốn, ta có người xa lạ, người tạm trú, người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Người nhà là người nào thưa anh chị em? Người nhà là người có liên hệ ruột thịt hay là hoàn cảnh đặc biệt, liên kết thành một nhóm sống rất thân mật với nhau, sống chung trong một mái nhà với nhau. Và những người này được gọi là những thành viên của một nhà. Họ được chung hưởng mọi quyền lợi và có bổn phận bảo vệ nhà mình. Và trong bài đọc 1, ta nghe Phaolô nói rằng là chúng ta là những người nhà của Thiên Chúa. Tại vì chúng ta được hưởng ơn cứu độ mà Thiên Chúa dọn sẵn.
chúng ta có chung bổn phận là làm sao trong mọi người trong nhà này được ơn cứu độ. Cho nên mình là người nhà của Thiên Chúa đó. Đến đâu mà gặp cái ông Tổng thống mà nói là người nhà của Tổng thống, họ cho vô không? Ngoài ông? Ngoài chứ. Vô tòa giám mục mà nói người nhà của Đức Cha, ngoài ông? Ngoài ông? Rồi đến vô đến giáo điển Tin Mừng nói người nhà của Cha Long, ngoài ông? Ngoài như cóc chết chứ ngoài gì. Tưởng người nhà của ai chứ người nhà Cha Long thì chỉ có long đong suốt đời chứ có cái gì đâu mà ngoài, thưa anh chị em. Cho nên là có nhiều người đến đây hay xưng là người nhà của Cha Long, mấy anh em tự bảo người nhà của Cha Long thì cũng cứ xếp hàng như mọi người, không có người nhà, người nhiếc gì đây hết. Có người nhà của Thiên Chúa đó, đồng hương với các thánh. Ta phải thấy được cái hãnh diện đó, thấy được cái niềm tự hào của mình, thấy được cái hạnh phúc của mình và thấy được lòng thương xót Chúa dành cho mình lớn lao biết là chừng nào. Mặc dù mình là con người tội lỗi, mặc dù mình là con người bất xứng, mặc dù mình là người bất toàn, nhưng mà lại là người nhà của Thiên Chúa, là người đồng hương với các thánh. Ngon không? Ngon không? Ngó sang bên phải có thấy ngon không? Ngó sang bên trái thấy ngon không? Rồi mình nhìn mặt mình thấy ngon không? Ngon chứ sao không ngon? Và vấn đề là ngon rồi thì phải sống làm sao cho nó ngon. Nhìn cái bánh thấy nó ngon. Đã ngon chưa? Chưa. Nhìn thấy một nồi lẩu nó ngon, chắc đã ngon chưa? Làm sao biết nó ngon? Phải ăn, đúng rồi. Phải nếm. Cái bánh nhìn nó ngon, chưa chắc đã ngon. Thấy cái bánh ngon mà cắn vào, khụp, răng đi đằng răng, lưỡi đi đằng lưỡi, xong phim. Rồi nếu mà cái lẩu mình thấy nó ngon, nhưng mà mình múc lên, húp vào, ủa tôi nó mặn, ủa tôi nó mặn. Mình húp vào cái tô lẩu khác, mẹ nó nhạt như nước ốc, nó nhạt nhẽo quá. Nhìn thì rất là ngon, thưa anh chị em. Nhìn ngon nhưng mà phải ăn ngon, nếm ngon. Chúng ta cũng thấy rằng mình là người đồng hương với các thánh, mình là người nhà của Thiên Chúa. Ngon không? Bây giờ muốn biết làm sao ngon, bây giờ làm sao mà biết? Bìa bánh thì ăn, rồi hoa thì chúng ta ngửi, rồi nước thì chúng ta có thể nếm để biết nước chanh, nước đường nó ngon. Còn bây giờ người nhà của các thánh, người nhà của Thiên Chúa, người đồng hương với các thánh, làm sao biết là ngon? Hả? Làm sao biết là ngon? Con làm sao con biết là ngon? Đây, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Làm sao biết là ngon? Ê, dạ, thưa cha là cứ thử ở một ngày xem. À, cho mời chồng có tay, đúng rồi. Tưởng mày ngon, mày cứ thử ở với tao một ngày xem. Một ngày chưa thấy thì hai ngày chưa thấy thì ba ngày. Dần dần nó cũng lòi mặt chuột. Giấu đầu rồi cũng phải lòi đuôi. Cho nên là sống thật với nhau đi. Người nhà của Thiên Chúa thì hãy sống đúng với người nhà của Thiên Chúa. Đừng có sống tên là người nhà của Thiên Chúa mà sống trá hình người nhà của Thiên Chúa, mà thực chất đó là ma quỷ bên trong đó. Đồng hương với các thánh, đồng hương đồng khói. Có nhiều người đi lừa người khác, lúc nào cũng xưng là đồng hương này, đồng hương nọ, đồng hương kia, đồng hương đồng khói, nhưng mà để lừa bịp, lừa đảo người ta. Cho nên này nó mới bảo là cứ sống với nhau một ngày là biết, không thì cứ làm việc với nhau đi là biết liền, là mặt thật mặt giả nó ra liền. Như là hai người vợ chồng cũng vậy, lúc mình quen nhau, lúc mình yêu nhau thấy toàn là màu hồng. Thằng kia nó mới nói là, con bé kia nó mới kể với thằng kia là hồi mà trước khi lấy thì anh ấy bảo là anh lấy em về, anh sẽ làm cho cuộc đời của em như là trong phim vậy. Con này nó nghe nó sướng, nó lấy thằng đó. Lấy thằng đó xong một sau hết tuần trăng mật rồi, là tới tuần nhập mật. Mặt
mặt nó méo mó, nó gặp lại con bạn, nó bảo sao mặt mày méo mó vậy, hết tuần trăng mật rồi tới tuần dập mật sao méo mó vậy, mà mày mới nói với tao là anh ấy hứa là khi lấy anh ấy sẽ làm cho cuộc đời mình như là một bộ phim vậy, mà sao mà bộ phim của mày mà sao mà méo mó vậy vậy. Bảo tao tiếc quá, tao truyền kinh nghiệm cho mày, nếu mà thằng bồ mày nó bảo là nó sẽ làm cho cuộc đời mày như là một bộ phim thì mày nhớ hỏi nó là phim gì. Đây là bộ phim kinh dị. Hóa ra là không phải là bộ phim thần tiên, bộ phim gì cả, nhưng mà anh chàng nói là anh sẽ làm cho cuộc đời của em thành bộ phim kinh dị. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta sống với nhau thì sẽ thấy rằng cái bộ phim đó không phải là bộ phim thần tiên, nhưng là bộ phim kinh dị. Vì lời hứa chỉ là lời hứa mà thôi. Vì thế mà khi anh chị em mình đến đây, chúng ta thấy mình là người nhà của Thiên Chúa, người đồng hương với các thánh. Mà anh chị em mình nhận ra đồng hương khi mình có ba chữ lờ tờ sở. Nhận ra nhau không? Nhận ra nhau không? Đó là lòng thương xót. Có như người cầm cái móc khóa, lòng thương xót nhận ra. Có như người cầm chằng chuỗi, lòng thương xót nhận ra. Có những người cầm cái đề can, lòng thương xót Chúa nhận ra. Có những người cầm cây quạt, lòng thương xót Chúa nhận ra. Bạn mới đi giáo điểm tin mừng về phải không? Bà bị giáo điểm tin mừng hả? chúng ta có nhiều cách để chúng ta nhận ra nhau, nhưng mà nhận ra nhau qua cách mà chúng ta sống với nhau, qua cách chúng ta ứng xử với nhau, qua cách mà chúng ta tiếp cận với nhau. Thì nếu mà người nhà của Thiên Chúa thì phải sống đúng với tư cách của con Thiên Chúa. Nếu người nhà của các thánh thì phải sống đúng với tư cách của các thánh, chứ không phải tư cách của những con ma, con quỷ, con gì đó không thuộc về Thiên Chúa, thưa anh chị em. Cho nên là Thánh Tô-ma Tông Đồ mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, một khi đã theo Chúa, trước đó chưa nhận biết Chúa, trước đó còn nghi ngờ, nhưng một khi đã nói rằng lạy Thiên Chúa của con, lạy Chúa của con rồi, thì phải sống đúng với cái lời tuyên xưng đó, là Chúa là Chúa của con, chứ không phải là tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, nó là Chúa của con nữa. Rồi, chưa hết, này đọc sướng lắm. Chúng ta là người nhà của Thiên Chúa và chúng ta được liên kết với nhau để làm nên một cái gì? Một tòa nhà được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và các ngôn sứ. Còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô. Trong người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Vậy thì tòa nhà của Thiên Chúa là sao, thưa anh chị em? Để nhân cách hóa, để chỉ vị thế và bổn phận của mỗi thành phần dân Chúa. Ở đây chúng tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, qua mặt những kiến trúc sư, những người thầu xây cất. Nhưng mà chúng tôi xin phép được nói với anh chị em thế này, là một tòa nhà thì phải gồm những chi thể sau đây, những phần sau đây. Thứ nhất là đá tảng góc tường. Đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô. Đá tảng là cái viên đá góc, thưa anh chị em. Cái viên đá quan trọng nhất để nối hai bức tường của tòa nhà và sàn nhà với nhau trong kiến trúc xây nhà của người Do Thái. Đá tảng là viên đá gốc, là viên đá quan trọng nhất nối hai bức tường của tòa nhà và sàn nhà với nhau trong kiến trúc xây dựng của người Do Thái. Nhiều người cho hai bức tường này tượng trưng cho Do Thái và cho dân ngoại. Đức Kitô hay niềm tin vào Đức Kitô là đá tảng cho tòa nhà này. Nếu không được xây dựng trên đá tảng là Đức Kitô thì tòa nhà Thiên Chúa không hình thành được. Anh chị em tự hỏi mình coi, tôi xây tòa nhà trên đá tảng là Đức Kitô hay trên tiền bạc? Trả lời, trên
xây tòa nhà cuộc đời của tôi trên Chúa Kitô hay trên tiền bạc? Tôi xây tòa nhà ấy trên quyền lợi danh vọng hay là trên Đức Kitô? Rồi anh chị em giơ cao cây quạt lên. Anh chị em xây tòa nhà của mình, tòa nhà đức tin của mình trên Đức Kitô hay là trên danh vọng? Đấy, chúng ta phải xác tín điều như vậy. Danh vọng, quyền lực, tiền tài, chức vụ nó cần, nhưng mà nó không phải là đá tảng, không phải là nền tảng cho cuộc đời của mình. Mà có những người ngày hôm nay họ xây dựng nền tảng ấy trên tiền bạc. Và họ bảo rằng là cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền. Cái gì mà có tiền thì mua tiên cũng được, mà không tiền thì mua lược cũng chẳng xong. Nhưng mà rõ ràng có nhiều cái họ có tiền họ có mua được đâu. Có mua được nước thiên đàng không? Không. Thứ hai là nền móng. Có đá tảng rồi. Cái nền móng là gì? Nền móng là các tông đồ và các ngôn sứ. Cấu trúc quan trọng thứ hai của tòa nhà là nền móng, mà trên đó tòa nhà được xây dựng lên. Chúa Giêsu đã từng cho chúng ta một cái ví dụ việc xây nhà trên đá hay trên cát. Người khôn thì xây nhà trên, người ngu thì xây nhà trên. Và các ngôn sứ và các tông đồ được ví như nền móng của tòa nhà Thiên Chúa, vì đức tin của họ vào Thiên Chúa. Nhờ những cố gắng rao giảng và máu của họ đổ ra mà đức tin được lan tràn ra cho mọi người. Và thứ ba là các thành phần khác. Sau khi đã có đá tảng rồi, sau khi có nền móng rồi, thì các thành phần khác là toàn thể các tín hữu. Đâu là những tín hữu của Chúa? Giơ tay. Những tín hữu của Chúa, giơ tay. Giơ tay, giơ tay cao lên. Những tín hữu của Chúa đây. Đây là các thành phần khác. Có thể ví mỗi tín hữu như là một viên gạch được xây trong tòa nhà của Thiên Chúa. Đấy, mỗi anh chị em của mình là một viên gạch xây trong tòa nhà của Thiên Chúa. Tuy nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Nhỏ bé thôi, nhưng mà cần thiết để mà hoàn thành. Thiếu một cái nào đó thì dường như là Chúa chưa có hài lòng. Chúa không muốn thiếu bất cứ một thành phần nào cả. Cho nên anh chị em đến đây cũng vậy. Chúng tôi mong mỏi được đón tiếp tất cả mọi người. Không muốn ai đến đây là một thành phần dư thừa. Không muốn ai đến đây là một thành phần lẻ loi. Không muốn ai đến đây như là một người cô lập. Nhưng mà tất cả chúng ta liên kết với nhau, quay sang bắt tay nhau, hỏi thăm nhau một cái, có những tòa, những viên gạch nối với nhau chứ. Quay sang bắt tay người bên trái, bắt tay người bên phải, còn nối kết với nhau chứ. Chúng ta phải nối kết với nhau, không thể lên thiên đàng một mình được. Thiên đàng không có chỗ cho người ở một mình, thưa anh chị em. Hỏa ngục là mỗi đứa một nơi, không thằng nào liên kết với thằng nào cả, không thằng nào sống với thằng nào cả, không thằng nào nói chuyện với thằng nào cả. Cho nên có những người mà không sống được với ai, tôi bảo như vậy thì chắc chắn mày chẳng có lên thiên đàng được đâu. Làm cái gì cũng muốn làm một mình, ăn cũng ăn một mình, ngủ cũng ngủ một mình, làm cái gì cũng lủi lủi một mình, không ăn, không nói, không gì với ai cả, thì chắc chắn là người đó cho dù mà có nhiệt tình cách mấy đi chăng nữa, cuộc sống nó vẫn không thể làm việc chung được với ai, thì cũng chẳng đem lại lợi ích gì cả đâu, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta chấp nhận là mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa, muôn màu muôn sắc tươi xinh. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa, vườn hoa, vườn hoa chúng mình. Vườn hoa chúng mình chứ không phải vườn hoa của anh, vườn hoa của tôi, vườn hoa của em. Thì tòa nhà Thiên Chúa ấy, mỗi một người chúng ta là một thành phần, mà một thành phần ấy dù nhỏ bé thôi cũng không thể thiếu được. Cũng rất cần thiết, cũng rất quan trọng. Vì trước mặt Thiên Chúa không có ai là đồ thừa, không có ai là đồ bỏ, không có ai là đồ dư, không có ai là đồ phế thải, không có ai là đồ quá đát. Nói đến quá đát, tối hôm qua lại phải đem đi một rổ, một thùng bánh đem đi bỏ. Vì lý do mà ai chở đến cho chúng tôi hai thùng bánh,
cha con thu dọn hí ha hí hửng đem vào. Cái này có bánh ăn rồi, lúc mở ra hết đát rồi. Trời ơi, xong cho đến trước đát hay không cho đến đây mà để ngoài quá đát mới cho, tội nghiệp chúng tôi. Chả nhẽ chúng tôi chỉ là những người ăn đồ hết đát hay sao? Rồi thưa anh chị em, trong Chúa Giêsu mỗi người cùng được xây dựng với những người khác thành một ngôi nhà cho Thiên Chúa ngự nhờ thần khí của Chúa. Cho nên anh chị em đến đây nhờ thần khí của Chúa, anh chị em được nối kết với nhau, anh chị em được gắn bó với nhau. Mà chúng tôi thấy là mình hạnh phúc lắm khi mà một cộng đoàn có nhiều anh chị em từ các nơi đến mà anh chị em không có cảm thấy xa lạ. Có người nói rằng là chưa đến thì muốn đến thì không muốn về, và về thì lại muốn đến. Đó. Và sống ở trong đây là mình cảm nhận được cái đó. Chưa đến thì muốn đến, đến thì không muốn về, về rồi thì lại muốn đến. Đấy là nhờ chúng ta không có xa lạ, là đồng hương với nhau mà, là người nhà của Thiên Chúa mà, là những viên gạch được nối kết với nhau để xây dựng, nhờ thần khí Chúa nối kết chúng ta lại với nhau mà. Thưa anh chị em, rồi phúc âm cho chúng ta thấy điều gì? Tin mừng mà chúng ta mừng kính ngày lễ Thánh Tô-ma ngày hôm nay cho chúng ta thấy một cái câu mà anh chị em nhớ: phúc thay ai không thấy. Chúa Giêsu nói: Tô-ma, vì con đã thấy cho nên con mới tin, nhưng phúc cho ai không thấy. Vậy thì đức tin dựa trên cái gì? Thứ nhất, đức tin dựa trên kinh nghiệm. Vì có những người chỉ tin khi mắt thấy, tai nghe và tay sờ chạm được. Mà ai là người phải mắt thấy, tai nghe, tay sờ chạm được mới tin? Ai? Ông nào? Tô-ma. Vì ông không có mặt khi Đức Giê-xu hiện ra với các tông đồ lần thứ nhất, nên họ nói với ông là: ô ông ơi, chúng tôi được thấy Chúa rồi. Mà không phải một người mà cả 10 tông đồ, 11 tông đồ, 10 tông đồ nói như vậy mà. Tô-ma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi không có tin. Đấy, đức tin thứ nhất là dựa trên kinh nghiệm. Nhưng đức tin còn dựa trên những cái khác nữa. Còn dựa trên 3 cách khác để tin nữa, chứ không phải dựa trên kinh nghiệm giác quan như là Tô-ma. Ngày hôm nay mình đến với lòng thương xót Chúa, cũng có những người phải như là Tô-ma, phải mắt thấy, tai nghe, tay sờ chạm. Nhưng đức tin, lòng tín thác, lòng tin và lòng thương xót Chúa còn dựa trên 3 cái điểm khác nữa. Thứ nhất là thế giá của người nói. Thứ hai là hậu quả xảy ra. Và thứ ba là ghi chép lịch sử. Thế giá của người nói, đây là cách mà chúng ta vẫn áp dụng hàng ngày. Con cái tin cha mẹ hay là tin ông hàng xóm? Vì cha mẹ có thế giá hơn ông hàng xóm. Học trò tin thầy cô hay là tin cái người làm vườn? Thầy cô, vì thầy cô có thế giá hơn người làm vườn. Nhân viên tin chủ mình hay là tin người làm công? Giáo dân tin cha sở hay là tin ông bán bánh bò? Phải tin cha sở chứ. Đó là thế giá của người nói mà. Cho nên chúng ta tin vì chúng ta nghĩ rằng những người này không thể đánh lừa mình được. Tòa án các cấp cũng thường áp dụng điều này khi đòi hỏi phải có 2 hoặc 3 nhân chứng để mà xác định một điều xảy ra là thật. Mà Chúa Giêsu trách Tô-ma cứng tin vì đã không tin không phải là 2 hoặc 3 nhân chứng mà tới 10 nhân chứng. Đấy là thế giá của người nói mà chúng ta tin. Thứ hai là chúng ta tin là nhờ cái thấy được cái hậu quả xảy ra. Cái nguyên lý nhân quả là nguyên lý mà chúng ta vẫn thường dùng trong cuộc sống hàng ngày. Nhân thế này thì quả thế nọ, nhìn quả thì biết được cây. Chúng ta khi thấy khói bốc lên thì biết ngay là có lửa. Không có lửa làm sao có khói, oan ức gì mà khuân bua mãi. Cái này là gái yêu chồng. Cái bài mà cái cô gái mà ghen chồng đó, về mà thấy anh chàng đi đâu về đó, mà thấy có
cái tóc nó dính rồi thấy có vết son đó, thì cô mới ghen. Anh chàng này bảo làm sao mà hay ghen thế, bảo không có lửa làm sao có khói, mà gái mà hay ghen là gái yêu chồng, có đúng không mấy bà? Vậy ông biết gì mà đúng. Bố kìa, vợ còn chưa có mà đúng. Cho nên tuy chúng ta không thấy điện chạy, nhưng chúng ta dám, có dám sờ vào ổ điện không? Không, vì sợ rằng có thể bị giật. Cũng vậy, chúng ta không thấy Thiên Chúa, nhưng nhìn mọi sự vật do tay Chúa tạo thành thì chúng ta tin có Thiên Chúa. Ngửa mặt lên trời, ngửa. Tin có Chúa không? Ngó xuống đất, ngó. Tin có Chúa không? Ngó sang bên phải, thấy cây cối mây nước. Tin có Chúa không? Ngó sang bên trái, thấy gì không? Thấy gì? À, thấy con người. Mà nhìn về con người mà nó, con người nó tuyệt vời như thế này, mình tin là phải có đấng tạo hóa, đấng tạo dựng nên cái con người này, chứ làm sao mà ai mà dựng nên nổi. Cho nên đó là chúng ta nhìn vào những cái hậu quả xảy ra thì chúng ta biết có cái nguyên nhân, và đó là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Và thứ ba là ghi chép lịch sử. Khi học lịch sử thì chúng ta tin những người ghi chép lại những biến cố lịch sử đã xảy ra. Nếu có nghi ngờ thì ta có thể đối chiếu với những nguồn lịch sử khác nhau và dùng trí phán đoán để xác định cái sự trung thực của biến cố đó có đúng là hay không. Vậy thì khi đọc Kinh Thánh, chúng ta cũng dựa trên lịch sử để xác định sự trung thực của các biến cố xảy ra. Chẳng hạn, chúng ta thường gặp những câu trong Tân Ước là để ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói, hay là để làm tròn lời Kinh Thánh nói. Cho nên là khi mà chúng ta biết rằng, không biết vì lý do gì mà ông Tô-ma không ở với nhóm môn đệ khi Đức Giê-xu hiện ra với các ông. Có thể ông ấy đi câu cá hay là ông đi đâu rồi thì không có biết. Nhưng mà có một cái sự xa cách nào đó giữa Tô-ma và 10 ông kia. Và chuyện trở nên rõ hơn khi mà Tô-ma từ chối tin vào lời nói của các ông. Và Tô-ma không có chịu dựa vào thế giá của lời nói, không chịu tin khi mà thấy hậu quả xảy ra. Tô-ma cũng không chịu tin vì dựa vào lời Chúa đã được ghi chép, mà Tô-ma chỉ chịu tin khi mà mắt thấy, tai nghe và tay sờ chạm mà thôi. Chúng ta thấy Chúa, đây là lòng thương xót. Đây là lòng thương xót. Đỉnh cao của câu chuyện Tô-ma là lòng thương xót. 10 người làm chứng mà mày còn không tin à? Kinh Thánh đã nói như vậy mà mày còn không tin à? Hậu quả như thế thì phải thấy rằng là cái nguyên lý là như thế nào mà mày còn không tin à? Rồi thế giá của ta đã nói như vậy mà mày vẫn không tin sao? Lôi Tô-ma ra đánh cho một trận được không? Được không? Được chứ. Ra đây, ra đây. Tin hay không? Đã chịu tin chưa? À, nhưng lòng thương xót của Chúa Giê-xu là thích thì chiều, yêu thì chuộng. Thích thì chiều. Con muốn xem phải không? Này đây, tay thầy đây. Thấy chưa? Xỏ tay vào. Lên xỏ tay vào. Lên xỏ tay vào. Đây, cạnh sườn của thầy đây. Lên thọc bàn tay vào. Tại sao lại xỏ ngón tay và lại thọc bàn tay? Vì cái lỗ đinh ở tay thì nó nhỏ, cho nên Chúa, ta thấy Chúa Giê-xu tinh tế lắm, nói câu nào là chắc ăn câu đó, chứ không nói lơ mơ. Cái lỗ đinh thì thọc bàn tay vào được không? Không. Lỗ đinh thì xỏ, tiếng Việt cũng hay, xỏ chứ không thọc. Nhỏ thì xỏ, to thì thọc. Hay không? Đấy, mình phân tích thấy Chúa tinh tế lắm. Thường chị em hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh ở tay thầy, và hãy thọc nguyên cái bàn tay vào cạnh sườn của thầy. Này, thọc đi, nguyên cái bàn tay thọc vào cạnh sườn. Thọc bên phải hay bên trái? Để con lên đây. Con lên đây. Trái tim nằm bên trái hay bên phải? Bên trái. Trái tim nằm bên trái. Vậy thì bây giờ con muốn đâm vào trái tim của cha.
con đâm bên trái hay bên phải? Đâm từ dưới đâm lên. Tại vì Giê-xu treo cao trên thập giá, mà người lính lấy lưỡi đồng nó đâm lên, mà chứ đâu phải lấy đồng đâm ngang, đâm thẳng về là vào trái tim rồi, mà đâm từ dưới đâm lên. Mà từ dưới đâm lên mà muốn đâm vào trái tim thì đâm bên phải, bên trái? Bên phải. Nè, cầm cái lưỡi đồng nè, đó, đâm. Mẹ mày cứ đâm thẳng. Mày chơi thẳng, mày chơi dưới đi lên, chơi dưới đi lên. Đây, đâm. Anh chị em thấy không? Đâm dưới đâm lên thì mới vua được trái tim của Chúa. Thấy không ạ? Thấy không? Con lưu vô. Thấy không ạ? Chứ còn là nếu mà đâm một số cái những người làm tượng không biết cái làm lỗ đinh bên tay trái. Nếu mà lỗ đinh bên trái, anh chị em thấy đâm bên trái, đâm đúng tim không? Không. Nó sang bên phải, đâm bên trái thì sang bên phải, đâm bên phải thì sang bên trái, mà tim nằm ở bên trái. Nên lỗ đinh phải giấu cạnh nương long, hãy thọc vào cạnh sườn, nó phải nằm bên phải, thọc đi. Này nó còn cứng tin hơn Tô Ma nữa. Trong tin mừng, ông Tô Ma ông có thọc không? Không. Chúa nói vậy là đủ rồi, mới còn thọc nữa à? Cứng tin nó vừa vừa chứ. Có nhiều người ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa mà còn cứng tin đến mức độ mà đã nghe lời chứng rồi, đã nghe người ta làm chứng rồi, đã thấy bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ rồi mà vẫn chưa chịu tin là như vậy. Còn Tô Ma nghe Chúa nói như vậy, Chúa thương xót Tô Ma mà Chúa tỏ cho Tô Ma điều đó, thay vì trừng phạt Tô Ma, đúng không? Thay vì nổi đoá lên, nói như thế mà còn không tin à? Không, đây con, làm đi con, rồi tin nha con, tin đi con, đừng cứng tin nữa. Chúa Giê-xu ngày hôm nay cũng nói với những người đến với lòng thương xót Chúa là đừng cứng tin nữa. Đừng cứng tin nữa. Chúa thương xót những con người không cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Chúa thương xót những con người nghi ngờ lòng thương xót Chúa. Chúa thương xót những con người chống phá lại công cuộc của lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói với họ là đừng cứng tin nữa. Và vì con đã thấy cho nên con mới tin. Nhưng mà phúc cho ai không thấy, phúc cho ai không thấy mà tin. Nhưng chúng ta cũng phải cảm ơn Tô Ma. Cảm ơn Tô Ma vì nhờ Tô Ma cứng tin như thế mà niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô sống lại là niềm tin vững chắc, có bằng chứng đàng hoàng, chứ không phải là chuyện ảo giác, ảo tưởng, ảo ảnh, không có ảo gì hết mà là thật. Phải cảm ơn Tô Ma. Để nhờ Tô Ma mà ngày hôm nay niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô không có ai có thể phủ nhận được nữa. Rõ chưa? Có thể phủ nhận gì được nữa hay không? Còn chống cãi gì được nữa hay không? Đó, Tô Ma đây này. Còn cứng như thế đó mà Chúa cho thấy rõ lỗ đinh và cạnh sườn đây này. Cho nên mình cũng phải cảm ơn những anh chị em không tin, nghi ngờ, chống phá, ngăn cản công cuộc của lòng thương xót Chúa. Nhờ họ cứng tin như vậy mà Chúa lại tỏ mình ra nhiều hơn nữa. Thấy không? Nhờ họ cứng tin như vậy mà niềm tin của chúng ta vào lòng thương xót Chúa không còn là niềm tin của những người mê tín hay là những người cuồng tín, mà là niềm tin của những người đã được Chúa chứng cho thấy qua những con người cứng tin. Vì họ cứng tin, vì họ không chịu tin, cho nên Chúa phải tỏ mình ra càng ngày càng nhiều bằng cách là ban muôn vàn ân phúc xuống trên những con người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chúa ban cho bao nhiêu con người được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Chúa ban cho bao nhiêu con người cứng cỏi mà xì ke ma túy rồi cờ bạc rồi được ơn hoán cải. Chúa ban cho bao nhiêu những người ngoại đạo mà anh chị em đến đây được ơn được nghe biết về lòng thương xót Chúa, và chính sự hiện diện của những ngoại đạo cả trăm người mỗi ngày ở đây cho chúng ta thấy rằng là đó là bàn tay của Chúa, đó là nhờ Thánh Thần của Chúa soi sáng hướng dẫn đưa những anh chị em ấy đến đây. Cho nên mình phải cảm ơn những người mà nghi ngờ, cứng tin, không chấp nhận công cuộc của lòng thương xót Chúa, phải cảm ơn họ, cảm ơn họ, và cầu xin cho một ngày nào đó
Những người ấy cũng được như Tô-ma mà nói rằng: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Những người cứng tin và lòng thương cho Chúa, một ngày nào đó họ cũng được như Tô-ma mà tuyên xưng rằng: lạy Chúa Giê-xu con. Và niềm tin ấy, thưa anh chị em, không phải chỉ là trên môi miệng, mà niềm tin phải thực hành. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chúng tôi thì không muốn chết, cho nên chúng tôi phải thể hiện đức tin ấy qua những việc làm. Việc làm cụ thể đó là thực hành lòng thương xót. Xin mời người anh em lên đón nhận món quà của lòng thương xót Chúa. Món quà của lòng thương xót Chúa là chiếc xe lăn. Thưa anh chị em, đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta tuyên xưng như Tô-ma: lạy Thiên Chúa của con, lạy Chúa của con. Chúng ta tuyên xưng rằng lạy Chúa Giê-xu con, tín thác vào Chúa mà không thể hiện ra việc làm là đức tin ấy mới chỉ được một nửa. Chúa bảo là cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót Chúa. Chị cho biết đây là ai đấy ạ? Dạ, chồng của con ạ. Ai? Dạ, chồng của con ạ. Rồi, tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, Nguyễn Doãn Danh ạ. Ở Hà Tĩnh ạ, 62 tuổi. Nguyễn Giả Danh. Doãn Danh ạ. Giả Danh. Doãn. Doãn Danh, tưởng là Nguyễn Giả Danh. Rồi là anh chị là người đạo gì? Dạ, ở ngoài đào ạ. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng hôm nay chị đến đây? Dạ, chồng con nằm viện rồi con có muốn nhờ được một cái đài của bệnh nhân cho con nghe để con thấy, để con tìm hiểu xong rồi là con bảo với chồng con vay tiền để đi vào gặp cha để nhờ cha. Bệnh viện ở đâu? Bệnh viện ở Hà Tĩnh ạ. Vâng, thì anh chị em chúng ta thấy đó, tin mừng được loan báo khắp mọi nơi và tin mừng ấy đem vào tới trong bệnh viện ở Hà Tĩnh. Mọi người nằm bệnh viện có cái máy nghe giảng, rồi anh ấy nằm bệnh viện, chị ấy đến thăm nuôi, thăm nom và nghe được những lời giảng, nghe được những chứng nhân ở trên máy và họ đã tìm đến đây. Mỗi người chúng ta cũng trở thành những Tô-ma, tông đồ đi loan báo, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa ở bất cứ môi trường nào, dù là trong bệnh viện, dù là trong nhà thương, dù là trong công ty, trong xí nghiệp hay là ngay cả trong nhà tù đi nữa, thì tin mừng phải được loan báo như là Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là người mà loan báo tin mừng ngay chính trong nơi mình bị giam cầm như thế. Và để cho người ta nhận ra tin mừng lòng thương xót Chúa bằng những việc làm của mình, xin được gửi tặng cho anh chị chiếc xe và cái máy 277 giảng. Dạ, cảm ơn cha và cộng đoàn và lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em chúng ta mỗi người cầm cái quạt trên tay và chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc lóc bên mộ. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài như Chúa đã đi với hai môn đệ Emmau. Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi, xin hãy đến và đứng giữa chúng con như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ. Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em, xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con như Chúa đã không bỏ rơi ông Tô-ma cứng cỏi. Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì, xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn như Chúa đã nướng bánh và cá cho 7 môn đệ. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Chúa mỗi ngày, để chúng con tin là Chúa đang sống, đang đến và đang ở thật gần bên chúng con. Thank you.
Rồi mời các bé chúng ta đem những con heo lên để dâng cho Chúa, để cầu chia sẻ với những bạn khó nghèo. Mình chị em ngồi xuống cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lễ vật này để tỏ lòng kính tôn thần phục và để kính nhớ Thánh Tô-ma tông đồ đã tuyên xưng đức tin. Xin Chúa thương chấp nhận và gìn giữ ơn Thánh Chúa trong chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì Chúa cho hội thánh được đứng vững trên nền tảng các tông đồ, để hội thánh luôn là dấu chỉ trường tồn sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian và trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người. Vì thế giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con sốt sáng chúc tụng và tung hô rằng... Chúa là Thiên Chúa, là Cha, Thánh Linh, Chúa đang đầy niềm tin.
Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Con tuyên xưng Chúa đã chết vì con, tuyên xưng Ngài đã sống lại, làm tình con mãi mãi đại đi. Con sống con chết sẽ về với Chúa cha. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse giám quản giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy được và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trong lễ kinh lạy Cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha cho mỗi người được có niềm tin vững chắc vào Đức Giêsu Kitô con Cha, đấng đã chết và sống lại, để chúng ta được Chúa nói: phúc cho ai không thấy mà tin. Lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em qua sang bắt tay chúc bình an cho những người đứng chung quanh mình với một nụ cười thật dễ thương. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, bên niềm vui của Chúa ở cùng chúng ta, hãy trao cho những bình an và niềm vui ấy. Lạy Chúa,
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho những ai được mời gọi đến để giữ tiệc trên Thiên Chúa.